đã biết chuẩn bị các phương án phù hợp, hiệu quả để kịp thời khắc phục, không bị gián đoạn, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình. Đối với thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc trong suốt quá trình xây dựng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công trong bàn giao mặt bằng, phối hợp chặt chẽ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành từng hạng mục công trình. Nhà thầu rồi đơn vị tư vấn giám sát phối hợp cùng với các cơ quan ban ngành của thành phố Phú Quốc đã có sự phối hợp tích cực cho cái việc xây dựng cái đền trong cái thời gian qua. Thì có thể nói rằng mặc dù là thời tiết có lúc có nơi có thời điểm là không ủng hộ, tuy nhiên là có thể nói là cái đơn vị thi công và nhà tài trợ đã có cái sự tích cực làm ngày làm đêm để nhanh cái tiến độ, để đảm bảo cho tới ngày 29 tháng 4 này thì sẽ làm cái lễ khánh thành theo nghị quyết.